First thing first and the realest. Drop this and let the whole world feel it. And I'm Selena Murder Bass that I can hold you down. Like I'm giving a sense of physic, right. You should want a bad girl like this. Drop it low and pick it up just like this. Hello everyone, my name is Mai Phu. I'm from Dong Nai Province. This year coming to Miss Vietnam 2020. I really want to challenge myself more in this contest and I want to make friends all over Vietnam. Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu Việt Nam đã có bao nhiêu cô gái đăng quang? 18 cô gái, 16. Trời ơi, xui quá. Giá trị sống tích cực nhất động lại trong bạn sau khi cuộc thi kết thúc là gì? Hãy luôn là chính mình và hãy luôn tự tin với những gì mà bạn đang có. Giải thưởng dành cho Hoa hậu Việt Nam 2020 là gì và bao nhiêu tiền? 350 triệu, kèm theo đó là rất nhiều giải thưởng của các nhà tài trợ. Rồi, sao không rất là nhớ hương vị nhờ? Bốn người đẹp đăng quang hậu Việt Nam ở tuổi 18 là ai? Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vi, chị Hà Kiều Anh và... chị Bùi Bích Phương. Sai hết luôn hả? Trời ơi! Con cua đỏ dài 10cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm. Con nào về đích trước? Dạ con cua đỏ. Em nghĩ là cua mà càng dài thì chạy sẽ càng mỏi chân. Cầm trên tay một cây thước và một cây bút, làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác? Dùng cây thước làm trụ và dùng cây bút chì đảo như một cây compa. Dạ hả? Bạn hãy đọc nhanh và rõ câu tiếng Anh sau. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where is the pack of Peter Piper picked? Nhiều thí sinh gửi đơn tố bạn đã có chồng ở nhà và cố tình giấu ban tổ chức để tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020. Hoàn toàn không có điều đó và em vẫn tiếp tục để bước theo cuộc thi này. Hát một bài hát bất kỳ theo thể loại rap. First thing first and the realest. Drop this and let the whole world feel it. And I'm Selena Murder Bass that I can hold you down. Like I'm giving a sense of physic, right. You should want a bad girl like this. Drop it low and pick it up just like this. Cup of ace, cup of goose, cup of Chris. High heel, something worth a half a ticket on my wrist. Take a look straight, never chase that. Rooftop like we bring the 88 back. Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, we should taste that. Đừng quên truy cập jan.vn/Hoa hậu Việt Nam 2020 để cập nhật những thông tin mới và hot nhất của chương trình nhé!